trường tiểu học Phan Đình Phùng, ngôi nhà chung ấm nghĩa bạn tình thầy, nơi có cậu học sinh lớp 2 Lê Văn Cơ chăm ngoan lễ phép. Nhưng hoàn cảnh gia đình thật nhiều nỗi éo le. Theo chân cậu học trò nghèo trên con đường đất đỏ gập ghềnh vắng vẻ, sâu hút trong xóm nhỏ thôn ba xã Ekali, có lẽ con đường cũng buồn tênh như chính cảnh đời cậu bé. Tới đây rồi, một khoảng đất cằn cỗi với căn nhà gỗ rột nát tành toàng mà bố Cơ đã thuê để làm nơi sinh sống. Xúc động đáng thương hơn là người mẹ trẻ đã qua đời khi cậu bé Cơ mới hơn 1 tuổi. Cậu chỉ biết mẹ mình qua tấm ảnh trên bàn thờ. Ôi, thật tội nghiệp làm sao. Cả cái giường kia nữa, nó cũng khập khiễng trông chênh như cuộc đời của ba bố con cậu bé. Đã 5-6 năm nay, chị em Cơ sống thiếu hơi ấm của người mẹ, cái cành gà trống nuôi con, cái khổ dẫn tới cái nghèo. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá là nhìn cậu bé vụng về cầm cây chổi khiến mỗi chúng ta không khỏi chạnh lòng, bởi cậu đâu có được sự ân cần chỉ bảo từ người mẹ thân yêu. 8 tuổi, cái tuổi lẽ ra chỉ biết chơi và được chăm bẵm nuông chiều đủ đầy âu yếm, nhưng với Cơ thì hoàn toàn ngược lại. Cậu làm hết việc vặt trong nhà. Chắc có lẽ cậu muốn bố được nghỉ ngơi sau mỗi ngày vất vả làm lụng. Xong việc nhà, cậu lãnh con chinh chích ra vườn giúp bố làm những việc tưởng chừng như chỉ dành cho những người lớn. Cậu bé khi cậu nghĩ rằng ngày mai với số ca này, ngày mai bố
có tiền mua vào. Bố của em, ông Lê Văn Sơ, là một người rất thương con và chăm lo lao động. Ông Tần Tạo vừa là một người cha, cũng vừa là một người mẹ. Ông đã cố gắng hết sức mình để mong sao chị em Cơ được tiếp tục học hành, sau này đỡ khổ. Cậu bé tội nghiệp Lê Văn Cơ không chỉ siêng năng làm việc mà còn rất chăm chỉ học hành. Những điểm 9, điểm 10 là nỗ lực của em. Cái bàn nhỏ này vừa là nơi tiếp khách, cũng vừa là góc học tập của Cơ. Cậu bé đang nỗ lực hết sức để hy vọng cái chữ sẽ thắp sáng cho em ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Hoàn cảnh như tôi thì nó cũng khó khăn, thì hỗ trợ là được cả hai gia một vợ một hai cháu mới đi, mà nó quá khổ, nó qua đây đi sớm vì bệnh, hiện nay nhà đình không có để chữa bệnh được, thì mà nó mất sớm, để hai đứa con nó không nhỏ vậy thì cũng tuy là một vợ chồng nuôi con chứ mà còn nhiều khi cũng vất vả, đất đai thì không còn nữa. Rồi thật ngay là khi mà được con lớn, khi mà không mất là con nó còn học ngoại giáo nữa, ra mười giờ lớn thì được hai mươi đồ tuổi rưỡi nữa, thì chứng minh nó đi 4-5 năm đi rồi, từ cha con phụ thì mới làm ăn, vì thuê đất thuê đai để làm ăn thôi chứ chẳng có cái gì hơn này. Từ nơi mà có nguyên mình muốn làm sao để cho có cái sau này được khổ, nhưng mà muốn có cách nào lại làm ra được hết. Tiền khó khăn quá, chứ khi lúc mà làm họ những điều khổ cả đấy, em mơ sau này cho con em để thân để học hành, để sau này vừa vươn lên để cuộc sống sau này được khổ con cái sau này, thì tốt nhất thì còn cảm ơn về chương trình và các ban ngành thì tạo điều kiện mang để con em chúng tôi để nó sau này được khổ vì những cuộc sống như bây giờ, giống như tôi bây giờ vậy, cập mãi công ăn việc làm chứ không như khi con cả như khi còn cùng lúc cùng đi học thì không thiếu thốn, nó khó khăn đến này nọ nữa. Từ mơ sau này sẽ con tôi là được sau này vợ thành đạt, cái này là lo cho con cái, cố gắng để làm để lo cho con cái, để sau một cái thành đạt làm để được khổ hơn, nhưng chúng ta cũng phải nuôi thay trên cột cha mẹ được. Được.
được học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Ước mơ của em sau này trở thành bác chỉ giỏi để trở bình cho tất cả mọi người. Tôi cũng xin giới thiệu, tôi là người hàng xóm ở Lưng Cừng Nhất. Tôi vào đây từ năm 92, là tôi rất xác thực với là gia đình của hai cháu ở đây. Thứ nhất là về hai cháu, trước đây làm ăn thì nói chung xây dựng vợ con. Thì không may là vợ lâm bệnh, thì đổ xuống nặng. Thì đến là dựng con lại là bố, thì nuôi hai đứa con nhỏ. Ăn học từ lúc vợ nó chết, thì cháu đầu là mới học mẫu giáo. Cháu thứ hai là mới hơn năm. Thì từ đó là chồng thì nói chung cũng là về kinh tế khó khăn, đất đai không có, đi làm thuê làm mướn để nuôi các cháu đến ngày hôm nay ăn học. Thì trong quá trình là vợ bệnh xuống thì từ đó thì nói chung thì đất đai ruộng vườn không có, nhà cửa cũng không, ở nói chung có nhưng mà cũng như không so với là xã hội. Thì nói chung về cũng là hoàn cảnh rất khó khăn. Thế cho nên tôi là người hàng xóm thì cũng nhìn lại cuộc sống của hai cháu ở đây thì quá khó khăn. Do vậy thì tôi cũng có là ý kiến đề nghị lên là các cơ quan có thẩm quyền. Thứ nhất là về chính quyền địa phương, thứ hai đối với nhà trường, nhà nước để có sự là quan tâm cho gia đình cháu, cho có cái sự kinh tế ổn định để đưa hai cháu nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Phần thứ hai là cháu là Cơ thì đang học trường Phan Đình Phùng lớp 2. Thì mỗi lúc đi học thì tôi nhìn thấy là có lúc thì có xe chở, có lúc thì cháu đi bộ, thì từ đó là khó khăn quá. Thì do đó là tôi người hàng xóm thì thấy là xót xa, thì nói chung hàng xóm thì cũng có phần là giúp đỡ, là trợ lực, nhưng mà không đáp ứng yêu cầu được, thì nói chung là phần nào thôi chứ không có là được nhiều. Thì cuối cùng tôi cũng là mong muốn các chương trình, các nhà hảo tâm, nhà trường, chính quyền địa phương và nhà nước để chiếu cố cho gia đình cháu được sau này có là phát đạt và cho các cháu cái nguyện vọng là học hành đến nơi đến chốn. Tôi cũng xin hết lời, xin cảm ơn là chương trình. Cậu bé Lê Văn Cơ chỉ có một ao ước, sẽ học thật giỏi để lớn lên sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Không biết ước mơ đó sẽ đi về đâu và có trở thành hiện thực được hay không. Ước mơ khi đường đêm còn gặp đèn trăng trở, ước mơ sẽ đạt thành ước mơ khi quanh ta có những tấm lòng nhân ái bao la. Cùng sẻ chia bao lo toan vất vả đời thường, cho em được cắm sách đến trường, cho em vui bước bên giảng đường, vững tin vào đời bằng trái tim yêu thương.